Chào các bạn! Xin giới thiệu với các bạn tác dụng của vị thuốc bạch thực theo y học cổ truyền và y học hiện đại. Bạch thực là một vị thuốc từ rễ cây thực dược của Trung Quốc. Không chỉ nổi bật bởi màu sắc và hình dạng tuyệt đẹp của hoa, rễ của loại cây này còn là một vị thuốc quý. Bạch thực dược học hoang hoặc được trồng ở vùng Đông Bắc, Thiểm Tây và Nam Cam Túc ở Trung Quốc. Thu hái rễ từ cây 3 đến 5 tuổi vào mùa hè và thu, rửa sạch đất cát, cắt bỏ đầu đuôi và rễ con cạo sạch vỏ ngoài sau đó luộc chín hoặc luộc chín rồi bỏ vỏ, phơi khô hoặc thái lát phơi khô. Tác dụng của bạch thược theo y học cổ truyền. Theo y học cổ truyền, bạch thược là vị thuốc có, tính vị, đắng, chua, ngọt, hơi hàn, quy kinh can tỳ Tác dụng, dưỡng huyết, điều kinh, bình can chỉ thống, liễm âm chỉ hàn. Chỉ định, điều trị chứng huyết hư âm hư nội nhiệt gây rối loạn kinh nguyệt, băng lậu thường dùng cùng với thục địa, a dao, địa cốt bì điều trị chứng can âm bất túc, can khí uất kết hoặc can dương thượng can gây đau đầu, chóng mặt, đau tức ngược sườn, đau bụng, tứ chi co quắp, thường dùng cùng với ngưu tất, sinh địa, thạch quyết minh, trị can uất gây đau tức ngược sườn thường dùng cùng với đương quy, bạch chuột, xài hồ, trị đau bụng, tứ chi co quắp thường dùng cùng với cam thảo, trị can vị bất hòa, đau bụng tiết tả thường dùng cùng với phòng phong, bạch chuột. Tác dụng của bạch thược theo y học hiện đại, benzoylpaelniferin trong bạch thực có thể điều trị bệnh mạch vành bằng cách giảm apoptosis, chết tế bào theo chương trình của chuột mắc bệnh mạch vành. Chất 6 ogaloylpaelniferin trong bạch thực cho thấy khả năng đáng kể chống lại gốc tự do. Từ đó có thể được phát triển như một chất chống oxy hóa. Paelniferin trong bạch thực đã được chứng minh là bảo vệ thần kinh trong đột quỵ nhồi máu não. Nó có thể có giá trị điều trị tiềm năng như một loại thuốc chống đột quỵ. Ta-el-ni-florin có tác dụng chống viêm và điều hòa miễn dịch. Nó có thể tạo ra sự dung nạp miễn dịch tế bào. Ta-el-ni-florin có thể có tác dụng chống dị ứng. Ngoài ra, ta-el-ni-florin tạo ra tác dụng hạ đường huyết đáng kể ở chuột được điều trị bằng streptorotocin và có tác dụng tối đa sau 25 phút sau khi điều trị. Và rất nhiều những nghiên cứu đã tiến hành cho thấy tiềm năng của chiết xuất và các hợp chất từ bạch thực tác dụng lên bệnh mạch máu do tắc nghẽn, tác dụng chống viêm, điều hòa miễn dịch, hạ đường huyết. Trên đây mình đã giới thiệu tới các bạn vị thuốc bạch thược. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video.